Thưa quý vị, bây giờ là chúng ta sẽ tiếp theo đón chào một thí sinh đến từ Hậu An, Quảng Đông. Và cái thí sinh này thì thưa với quý vị rằng là trước tiên là bán hàng lưu niệm ở phố cổ Hậu An thôi. Nhưng mà sau khi nhận được giải thưởng của tiếng hát Mãi Xanh rồi, anh ấy vẫn bán hàng lưu niệm. Nhưng mà cái giải thưởng đó, anh ấy xây được một cái lâu đừa tình ứa cho vợ cho con rồi. Bây giờ cuộc sống đã đời rồi. Vâng, và xin giới thiệu quán quân của năm 2013, mã số 04, anh Nguyễn Duy Dũng với bữa hát Anh Còn Nợ Em Căn Nhà Trong Mặt Kép. Xúc động phải không thưa quý vị? Một tràng pháo tay nồng nhiệt nữa cho anh Nguyễn Duy Dũng thưa quý vị. Vâng, và chúng ta đừng quên nhắn tin bình chọn cho quán quân Nguyễn Duy Dũng bằng cách soạn tin nhắn 04 gửi tổng đài 8534. Hát hay quá chị nhờ. Em nói thật, anh hát như kiểu này ai nợ anh cái gì là móc ra trả hết luôn, nói thiệt. Không có dám nợ lâu tình, đâu. Nợ tình nợ nghĩa thì khó trả được hết. Lắm. Dạ, hát như vậy mà không trả sao được.